Hiện tại đang ở giai đoạn thứ hai của ICO. Giá là 0,02 đô trên một token của họ tên là RBC, Roth Blockchain Token. Điều này không quan trọng lắm vì mình không đánh giá về nhiều về giá. Họ nhận được đánh giá trên kênh ICO Rate là 4.7. Trước đây là 4.9 cơ. Đợt này hình như là có một số cái vấn đề liên quan đến marketing, liên quan đến cộng đồng, nên là một số những chuyên gia đánh giá điểm số thấp hơn đợt trước, nhưng mà điểm số 4.7 tức là trên 4.5, tức là trên 90% ấy. Đó là một cái điểm số khá là tốt. Họ nằm trong top 5 những cái ICO được quan tâm nhất. Họ cũng đã có cái ứng dụng trên Google Play, đã có một cái MVP tức là nguyên mẫu làm việc tối thiểu. Đây, các bạn sẽ vào, ví dụ mình thử lập một tài khoản chẳng hạn, Mr. Spacible này. Thì có hiện tại là có bảng giá, hiện tại chỉ là đầu tư thôi, chứ chưa thực sự là có dịch vụ. Dịch vụ sau này, đây, cái working demo này. Đây là những phần sau. Phần sau tức là khi mà chúng ta giả sử là sở hữu cái token này, chúng ta có doanh nghiệp và chúng ta muốn sử dụng blockchain của họ cho mục đích kinh doanh của mình. Bài review rất là cụ thể mình đã viết rồi và mình sẽ bám theo cái bài review này để trình bày đến các bạn. Dĩ nhiên video và bài review thì mỗi cái có một cái hay riêng. Ở video thì mình sẽ nói rộng hơn, còn ở trong cái bài review viết thì mình sẽ nói chuẩn, thì mình sẽ đề cập đến một cách chuẩn xác hơn, rõ ràng hơn và các bạn có thể đọc để hiểu hơn. Quay lại với website, mình đánh giá là website này cũng khá là ổn, đầy đủ. Tức là họ lên rất nhiều những kênh truyền thông lớn, có những cái cấu trúc cơ bản, có những giá về đội ngũ, thông tin đầy đủ để người nhà đầu tư, những người có hứng thú có thể tiếp cận và tìm hiểu ngay được. Nói chung là chuyên nghiệp. Sẽ tắt đi. Bài review đầu tiên phải hỏi rằng là Roth Blockchain là gì. Trước tiên mình sẽ nói đây không phải là một blockchain mới. Tuy nhiên họ có những cái giải pháp, có những cái công nghệ mà có giá trị tương tự như một blockchain mới dành cho cộng đồng. Họ sẽ xây dựng một cái nền tảng, một mạng lưới blockchain, chính xác là một mạng lưới blockchain cung cấp những dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ blockchain để khai thác ưu điểm tuyệt vời mà hệ thống blockchain đem lại và đề xuất những cái giải pháp và tùy chọn cực kỳ đa dạng để cho mỗi một đối tượng có thể chọn được cái blockchain mà mình cần sử dụng. Như các bạn đã biết, hiện tại công nghệ blockchain đang trở thành xu hướng của toàn bộ thị trường và toàn bộ nền kinh tế. Hiện tại thì họ chỉ ứng dụng được blockchain trong cái việc đó là thanh toán, ví dụ như là Bitcoin, ví dụ như là Ripple, ví dụ như là Dash, dành cho những cái mục đích thanh toán ở trong một số cửa hàng, dành cho một số những cái thương hiệu mà họ chấp nhận cryptocurrency, hoặc là họ sử dụng để huy động vốn. Các bạn đã biết đó là ICO. ICO bản chất nó là IPO nhưng mà dưới dạng token và sử dụng hệ thống mã hóa đó là blockchain để huy động được dễ dàng hơn, tiếp cận với người dùng dễ dàng hơn so với cái hệ thống IPO cực kỳ khắt khe, cực kỳ mất thời gian và tốn kém trong cái khâu quảng bá cái thương hiệu của họ. Thì cái mục tiêu đó là chúng ta đã đạt được rồi. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta có thể sử dụng cái công nghệ này, sử dụng những cái tính chất về bảo mật, tính chất phân tán, tính chất về chi phí rẻ của blockchain dành cho những ứng dụng doanh nghiệp, thì điều này sẽ thay đổi toàn bộ nền kinh tế một cách rõ ràng hơn. Tuy nhiên, khi mà họ muốn làm cái việc này, thì một là những ông lớn sẽ tự phát triển cái blockchain riêng của mình. Thứ hai là những cái nhóm phát triển sẽ phải nhận đơn đặt hàng từ những doanh nghiệp đó, những doanh nghiệp có yêu cầu và phát triển một blockchain để đạt những cái có những cái tiêu chí để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Những cái vấn đề mà họ gặp phải hiện tại đó cũng chính là những cái vấn đề của blockchain, đó là tính phức tạp. Phải nói rằng 90% cộng đồng cryptocurrency hoặc cộng đồng blockchain không hiểu về bản chất blockchain là gì, hoạt động như thế nào, lợi ích đem lại ra sao. Thứ hai là về vấn đề về kích thước blockchain và kích thước dữ liệu giao dịch. Hiện tại blockchain đối với Bitcoin và Ethereum đang sinh ra khoảng vài chục gigabyte mỗi tuần, khiến cho cái quá trình mà chạy một cái nốt mới
sẽ phải load cực kỳ lâu. Thêm nữa là khi mà cái kích thước dữ liệu này, họ kích thước dữ liệu mà quá lớn thì lấp đầy block nhanh hơn. Khi lấp đầy block thì buộc lòng phải đồng bộ hóa trên toàn cầu và khiến cho cái thời gian đồng bộ hóa lâu hơn. Tức là cái block time sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái block dài. Nếu như giảm được xuống thì tốt hơn. Và hiện tại rất nhiều dự án khác đang cố gắng giảm cái block dài và block time xuống. Cái block time thì phụ thuộc rất nhiều vào vấn đề băng thông của cái hệ thống internet. Nên hiện tại là họ chỉ cố gắng giảm kích thước dữ liệu là tốt nhất. Rồi lát nữa mình sẽ nói về cái giải pháp của Road Blockchain trong việc này. Thứ hai, tiếp theo đó là rào cản về chi phí. Tức là như mình đã nói, chi phí để tiếp cận với blockchain, chi phí để đầu tư nghiên cứu và đặt hàng là khá là đắt đỏ trong thời buổi hiện tại và mơ hồ về sự khởi đầu. Hầu như các doanh nghiệp chỉ giỏi trong lĩnh vực của họ thôi. Họ không phải là một cái nhóm, một cái nhà nghiên cứu hoặc là một cái đội ngũ chuyên về blockchain. Họ cực kỳ mơ hồ, cũng giống như bất kỳ người dùng nào hiện tại đang đầu tư ICO vì lý do lợi nhuận. Họ không nhìn thấy lợi ích, họ không hiểu được để bắt đầu như thế nào, cần phải tìm kiếm đội ngũ ra sao, cần đạt được những cái gì, và thậm chí là cuối cùng thì họ cần đạt được cái gì họ cũng không biết nữa. Vậy nên là cái nhu cầu thì cao nhưng vấn đề thì cũng lớn. Road Blockchain ra đời là vì điều này. Người ta gọi là cái tiêu chí của Road Blockchain đó là biến blockchain như một dịch vụ, giống như dịch vụ vận tải, dịch vụ về tiếp thị, dịch vụ về quảng cáo nhân lực gì đó. Thì Road Blockchain cũng sẽ cung cấp công nghệ blockchain giống như một dịch vụ đến với các doanh nghiệp. Đó là điều cực kỳ tiện ích đối với cả toàn bộ nền kinh tế. Nếu như dự án này mà thành công thì cái hầu như là nền kinh tế sẽ tiếp cận được với công nghệ blockchain chỉ trong một vài năm thôi, và đến năm 2025 là hầu như đã có thể phổ cập blockchain đến toàn bộ thế giới rồi. Vậy thì muốn đạt được những cái mục tiêu như vậy, Road Blockchain sẽ phải làm gì? Như mình đã nói, vấn đề đầu tiên họ giải quyết đó là về kích thước của blockchain và dữ liệu. Bình thường những blockchain khác khi mà họ tạo block, tức là ghi dữ liệu giao dịch vào một cái sổ cái ấy, thì họ ghi rất nhiều thứ, đó là địa chỉ người nhận, người gửi, số token, giá trị token, số lượng nốt tham gia trong quá trình chuyển đó, rồi số gas, tức là cái chi phí trung gian để sử dụng. Tuy nhiên điều này là tốt nhưng cũng tiềm ẩn cái vấn đề về kích thước truyền tải, giống như là các bạn tải một cái file trên mạng về, file lấy mà càng lớn ý, thì tải về càng lâu. Đối với cái mức băng thông là cố định là như vậy, nhưng nếu như cái file đấy được nén xuống vài chục lần thì tải xuống sẽ nhanh hơn, đúng không? Ví dụ chúng ta có Windows, chúng ta có Zip, thì Road Blockchain cũng tương tự, nhưng họ không nén mà họ chỉ là lưu trữ cái hash của giao dịch thôi, chỉ lưu trữ cái hash thôi, giống như là một cái mã rằng là giao dịch này mang số là XYZ, được chuyển là 123 token từ người A đến người B chẳng hạn. Vậy thì thông tin còn lại sẽ ở đâu? Cái việc lưu trữ hash này thì sẽ giảm được cái kích thước của dữ liệu rồi. Thông tin sẽ được lưu trữ ở một cái hệ thống tiệm ảo bên ngoài blockchain, phụ thuộc cực kỳ nhiều vào internet và cho phép người dùng có thể truy vấn khi cần. Đối với những doanh nghiệp mà cần sự minh bạch, cần nhu cầu bảo mật cực kỳ cao, họ có thể lưu trữ trực tiếp dữ liệu lên blockchain của Road, tức là làm việc tương tự như những blockchain khác. Điều này, các bạn thấy này, tùy chọn linh hoạt này sẽ giúp cho những đối tượng tìm được cái mục tiêu của mình. Người mà cần cơ bản thôi, ví dụ như là một cái hệ thống thanh toán điện tử thì cũng không nhất thiết là phải lưu trữ tất cả dữ liệu. Họ chỉ cần lưu trữ là cái mã của giao dịch đấy, còn những cái số liệu có thể lưu trên tiệm ảo, bởi vì ăn cắp nó thì cũng xin mời, không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì khi đơn hàng đặt hàng xong rồi thì không có nhu cầu phải quản lý thế nào nữa. Số liệu về doanh thu, về lợi nhuận đã cân đối xong rồi thì họ không có nhu cầu để biết là người này dùng hay sao, rồi người mua bao ngày bao nhiêu, không cần thiết, có thể xóa đi được. Cái tiệm ảo này hay là như vậy. Cái tùy chọn linh hoạt của Road Blockchain là cực kỳ hấp dẫn đối với doanh nghiệp. Tiếp theo là họ cung cấp API, tức là cái giao diện lập trình ứng dụng để giúp cho doanh nghiệp có thể tùy biến tất cả những cái mục tiêu, tất cả những tính chất của blockchain mà họ cần sử dụng một cách đơn giản nhất. Đó là chỉ cần một cái bảng, cần gì thì chọn, không cần gì thì bỏ đi.
nó không cần, việc này nó khác hoàn toàn với việc là khi mà một doanh nghiệp muốn tự xây dựng một cái blockchain riêng, chứ không không thông qua Rốt, họ sẽ phải thuê một đội ngũ. Người này sẽ phải là một chuyên gia về smart contract, tức là hợp đồng thông minh. Giả sử trên Ethereum, họ sẽ phải viết từ dòng code đầu tiên đến dòng code cuối cùng. Và đây là một vấn đề mất thời gian. Thêm nữa, thuê được một người như vậy không dễ dàng mà tốn kém. Và nếu như đạt được tất cả những cái mục tiêu như vậy, thì Rốt Blockchain sẽ là một cái công cụ, một cái dịch vụ mà đem lại những bước đột phá về tốc độ, về chi phí giao dịch và tạo sự thuận tiện cực kỳ lớn đối với khách hàng. Đây là sơ đồ chung của họ. Rốt Blockchain sẽ cung cấp đó là blockchain công cộng này, blockchain hiệp hội này, việc tư nhân này, có các giải pháp và có thể một số ứng dụng khác, ví dụ công chứng này, xác minh của nhân lực này, bản quyền. Và trung tâm đó là cái cỗ máy của Rốt. Có hiểu không? Hiểu không? Tức là hiện tại Rốt sẽ tập trung cái sức mạnh của họ trong một cái hệ thống phân tán, như một cái hệ thống máy chủ vậy. Máy chủ này là máy chủ phân tán, tất cả mọi người đều có quyền, đều có khả năng cung cấp cái sức mạnh tính toán của mình vào hệ thống của Rốt. Đồng thời Rốt cũng sẽ cho phép doanh nghiệp được sử dụng hệ thống đó để tương tác, để lưu trữ dữ liệu, và thậm chí là doanh nghiệp đó cũng có thể góp một vài nốt cực kỳ mạnh vào cái toàn bộ mạng lưới của Rốt Blockchain. Về roadmap, phần này thì mình có lẽ là mình sẽ để các bạn tự đọc, nhưng chủ yếu đó là huy động vốn, phát triển một cái nền tảng, phát triển những công cụ, hoàn thiện giải pháp và tùy chọn, và sau đó là mở rộng mạng lưới để thu hút thêm những đối tác, thu hút thêm những khách hàng đủ mọi tầng lớp, như là tư nhân, hiệp hội, từ Hoa Kỳ đến châu Âu, sang Trung Đông, sang châu Á. Đầu tiên thì mình nghĩ rằng là mục tiêu của họ, Rốt Blockchain ấy, là ở Ấn Độ, vì đây là một dự án của Ấn Độ. Cơ cấu cấp phát phần lớn sẽ được mở bán là 72%, trong đó 60% để bán và 12% cho bonus, tức là thưởng thêm, ví dụ mua bao nhiêu sẽ được thưởng bao nhiêu phần trăm đấy. 14% cho đội ngũ và sẽ được đóng băng trong thời gian khoảng 1 năm thì phải. Sau đó là cho những nhà đầu tư tiên phong, chương trình bao chi là 4%. 4% này sẽ trị giá khoảng 3 triệu đô nha. Nên là các bạn tham gia thì có thể xem xét dự án này vì mình thấy khá là ổn. Hay nữa là chương trình bao chi thì cũng khá là dễ thực hiện. Phân bổ vốn đầu tư, sau khi mà huy động được vốn, sau khi mà có những lợi nhuận đầu tiên từ những khách hàng, thì họ sẽ chủ yếu là phát triển cái công cụ, dĩ nhiên rồi. Sau đó là tiếp thị 25%, chi phí hoạt động, tức là lương thưởng cho đội ngũ phát triển, cho ban quản lý, và 7% cho dự trữ này thì sẽ dành, ví dụ như là để điều khiển. Các bạn chú ý này, bất cứ dự án nào cũng cần phải có dự trữ để điều khiển giá, giúp cho cái giá của token trên thị trường không bị hiện tượng bong bóng, không bị dễ bị pump, không dễ bị dump. Phần dự trữ này là như vậy, hoặc là để chia cho những cái hạng mục khác mà thiếu vốn. Dĩ nhiên cái việc dự trữ này, Rốt Blockchain không phải là một cái cỗ máy dùng để cân đối giá token của họ trên thị trường, mà tất cả giá token sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu của thị trường. Xem là nếu mà dự án của họ mà hoạt động được tốt thì nhiều người có nhu cầu sử dụng, họ có nhu cầu mua cao, tạo áp lực mua đối với thị trường, và người này muốn mua hơn người kia, họ sẵn sàng trả giá cao hơn một tí, nhưng nhiều lần một tí đấy sẽ khiến cho giá token vọt lên. Nên chủ yếu giá token sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thị trường và khả năng cung cấp dịch vụ của Rốt Blockchain. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp, ví dụ như là một người nào đó có số vốn khổng lồ, hoặc là một tập đoàn nào đó họ thu hút ví dụ là đến 20% tổng số Rốt Blockchain token trên thị trường chẳng hạn, họ sẽ đẩy mạnh lên, họ pump một lượng cực kỳ lớn cái giá lên, có thể tăng đến 20% hoặc là 50% trong một ngày, thì cái số lượng dự trữ này có thể được tung ra từ từ để hạ nhiệt thị trường, để không cho cái Rốt Blockchain rơi vào cái hiện tượng là bong bóng. Ví dụ bong bóng tức là phình rất to, sau đó sụt xuống và chỉ có kẻ đầu cơ là có lợi thôi, còn phần lớn thị trường là mất tiền. Đội ngũ phát triển mình sẽ không nói về đội ngũ này, bởi vì đây không phải là một bài review để đánh giá dự án này có đáng tin cậy hay không. Mình chỉ chú ý đến vấn đề là giải pháp của họ tiềm năng và thú vị đến mức nào. Tuy nhiên mình phải nói rằng là để nhận được số điểm 4.7 đến 4.9 của kênh ICO Bench thì tất cả những thông tin dự án này của đội ngũ này đều đã được xác minh rồi. Mình chỉ nói là xác minh thôi, mình không có khả năng
Truy cập vào LinkedIn của họ, bởi mình đang ở Nga, mình không có khả năng truy cập vào LinkedIn để biết được rằng là họ trước đây họ từng làm gì. Cái việc liệt kê này, thông tin này các bạn có thể đọc ở đây, ở bài review hoặc trên website có bản tiếng Việt rồi, mình dịch rồi, và các bạn có thể cân nhắc hay thế nào không quan tâm. Nhưng mà chủ yếu rằng là đối với mình thì dự án này có đội ngũ khá là mạnh. Thông tin về blockchain token, mã là ERC, chuẩn là ERC20, tức là họ sẽ sử dụng cái mạng lưới, sử dụng công cụ của Ethereum. Tổng cung sẽ là 2,5 tỷ ERC, soft cap chỉ là 1 triệu. Mình nói đây là ưu điểm, bởi vì soft cap cực kỳ dễ đạt được, hard cap là 30 triệu đô la Mỹ. Token C là từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5, hiện tại đã đang đợt 2 rồi. Giá bán hiện tại đợt 2 là 0,02 này. Có bonus, có một số bonus khủng, và hệ thống giới thiệu thì khoảng 2-5%. Mình nghĩ đây là điều bình thường, tất cả các dự án đều cần giới thiệu để mở rộng mạng lưới nhanh hơn. Token không bán được sẽ bị tiêu hủy sau ICO. Và mục tiêu như mình đã nói, token dùng để chi trả cho những dịch vụ blockchain được cung cấp bởi ROT. Thông tin dự án khá ấn tượng với Telegram là 16.000 thành viên. Điều này đạt được là họ có một cái chiến dịch airdrop khá là mạnh, và mình cũng đã giới thiệu các bạn, nếu mà các bạn đã tham gia thì chúng ta sẽ nhận được khoảng độ 30 đô gì đấy trong đợt này. Telegram hiện tại thì hình như là có một cái đợt các bạn người Việt đang tấn công cái group này rất là nhiều, mặc dù là airdrop đã kết thúc rồi. Có thể họ tham gia cái chiến dịch Telegram của ROT chẳng hạn, rất là nhiều. Hoạt động thì cũng khá là ổn, có một bạn tên là Trung Trần gì vậy, hay là đây là Trung Nguyên, các bạn ấy cũng là một admin, tức là quản lý cộng đồng dành cho dự án này. Mọi người có thể vào hỏi trực tiếp, rất là đơn giản. Và mình cũng có một kênh ROT, mình cập nhật liên tục những dự án, những cái thông tin của dự án này bằng tiếng Việt, và mọi người có thể dễ dàng theo dõi hơn. Về Facebook thì cũng có hơn 6.000 người theo dõi, Twitter khoảng 6.000. Nói chung là mình nghĩ là cộng đồng này cũng khá là ổn, khoảng 6.000 người là được rồi, và nó cân bằng, tức là nhu cầu thông tin về dự án từ cộng đồng là tồn tại và cũng thật. Báo chí truyền thông thì cũng khá là nhiều, nhưng vừa rồi mình đã cho các bạn xem là họ xuất hiện trên rất là nhiều kênh đánh giá rồi thì thông tin. Website của ROT có một chút đáng nghi ngờ. Dùng công cụ HyperStat sẽ thấy rằng là một ngày chỉ có 135 lượt truy cập, ở lại là hai họ xem đến khoảng 300 web, chứng tỏ là không phải là máy nhiều. Xếp hạng 1,2 triệu cho Alexa. Người xem chủ yếu đến từ Ấn Độ, Nga và Bangladesh, và không có thống kê từ những quốc gia khác. Tốc độ là 47 và điểm trải nghiệm người dùng là 96/100. Domain thì rất là mới, mới đăng ký từ ngày 16/1/2018 và kết thúc vào ngày 16/1/2019. Tức là họ chạy được khoảng hơn gần 3 tháng. Ngày mai là được 3 tháng. Công cụ Scam Advisor cho thấy rằng là chưa xác định được rõ ràng địa chỉ, nhưng mà độ tin cậy lại là 93%. Đây là điểm đáng ngờ, mình nhận xét đây là điểm đáng ngờ. Bởi vì một website mới thì thường là ở đoạn này này, ở đoạn mà nguy cơ cao này, bởi vì mới được có 3 tháng thôi mà. Tại sao mà họ đẩy đến 93%? Dĩ nhiên trong một số trường hợp, một số dự án có thể trả tiền cho cái kênh là Scam Advisor này để thu được cái chỉ số tín nhiệm cao. Mình không rõ là dự án có dùng hay không. Thời gian tồn tại như mình đã nói là họ không xác định được thời gian tồn tại luôn, rất lạ. Tốc độ thì được coi là chậm, giá trị website khoảng hơn 5.000 đô, điều này không quan trọng lắm. Địa chỉ web thì được Đức, nhưng mà phần lớn là website có thể đến từ Mỹ là 59%, hoặc là từ Đức 41%. Sử dụng công cụ SimilarWeb về dung lưu lượng truy cập, thấy rằng là chủ yếu đến từ mạng xã hội, đến từ tìm kiếm đích xác và link giới thiệu. Nói chung là ba cột này mà tương ứng ấy thì cũng khá là tốt, nếu như cột tìm kiếm mà cao hơn tí nữa, không dừng lại 9% thì còn tốt hơn. Link giới thiệu chủ yếu đến từ Bitcoin Talk và ICO Bench bởi vì đánh giá quá cao. Bitcoin Talk thì mình cũng hơi lạ một chút, có thể là từ chiến dịch Bounty 3 triệu đô.
rất là chất lượng. Có thể là từ anh của họ thì cũng mới được update thì cũng khá chuyên nghiệp rồi, nhưng mình thấy rằng là đội ngũ một số cái thread đấy nó không được chuyên nghiệp cho lắm, đó là mình nhận định là không chuyên nghiệp. Lưu lượng mạng xã hội chủ đến từ YouTube cũng hơi lạ, có thể là họ đã có một số YouTuber nổi tiếng như vậy, sau đó từ Facebook, từ Twitter. Công cụ developer thì nhận định rằng là website được tối ưu hóa khá là tốt và tốc độ từ 51 đến 82% trên PC và trên di động, chứng tỏ là tốc độ là trung bình. Đánh giá của mình, giờ đánh giá này, ưu điểm là như mình đã nói, ý tưởng cực kỳ tốt, đánh thẳng vào nhu cầu của người dùng doanh nghiệp và sử dụng blockchain như một dịch vụ để mọi người dễ tiếp cận hơn. Giải pháp về thu gọn tích cực dữ liệu là cực kỳ ổn. Đội ngũ thì được xác minh, được đánh giá cao trên các trang niêm yết ICO, soft cap thì thấp và dễ dàng đạt được, chứng tỏ rằng là dự án này sống là cao hơn. Chứ bây giờ soft cap mà 30 triệu đô thì nó dễ chết. Bởi không phải dự án nào trong lúc này, trong lúc thị trường đang nguội này mà thu được 30 triệu đô, khi mà hầu hết số tiền đầu tư đã bị chảy vào và bị giam trong những dự án ICO vừa mới thành công xong. Ví dụ như là Vestarin, ví dụ như là Team hoặc gì đó, tức là phần lớn tiền đã rót vào đấy rồi và bây giờ họ nhà đầu tư hết tiền để đầu tư tiếp. Nhưng mà 1 triệu đô thì khả thi để thu hút được. Với hạn chế đó là tài liệu chưa chuyên nghiệp, các bạn có thể đọc white paper có bản tiếng Việt luôn, mình đã dịch, nhưng mà có một số lỗi mà nó không đáng tồn tại. Tiếp theo là chiến lược chuyện tiếp thị chưa thực sự hiệu quả, bởi vì cái nhóm Telegram này ít hỏi, ít có người đến để hỏi, mà phần lớn là họ cứ tham gia như vậy, họ hỏi những câu rất là bâng quơ, không đâu với đâu cả. Và tỷ lệ người nhà đầu tư tiềm năng trên số thành viên 16.000 này là không cao. Là cộng đồng hạn chế và chưa dành nhiều sự quan tâm. Đánh giá của mình ở mức 99% điểm, bởi vì đây là một bài review đánh giá về ý tưởng và giải pháp, nên là mình chỉ trừ 5 điểm bởi vì đây là thông tin một chiều, đây là ICO. Thêm 5 điểm nữa là do tài liệu chưa chuyên nghiệp, mình không thích điều này, nên mình đánh giá 90% điểm. Và mình nhắc lại đó là review này của mình là để đánh giá ý tưởng thôi, không có đề xuất đầu tư. Bản thân mình cũng không đầu tư vào dự án này, mình đầu tư là thời gian và sự hứng thú, tiền của các bạn, tài sản của các bạn chủ động, mình không hề có ý rủ rê nhá, nên là thận trọng với mỗi quyết định của bản thân. Các bạn xem video này, đọc bài review của mình, đó là mình giúp các bạn giải tỏa một số thắc mắc về dự án này nếu như các bạn có hứng thú và tò mò, hoặc là các bạn hứng thú với công nghệ, bởi vì cái giải pháp của blockchain là rất hay và mình lần đầu tiên mình gặp ở dự án này. Có thể là nhiều dự án khác tồn tại rồi, nhưng đây là dự án đầu tiên mà mình gặp và mình biết được là một trong những cái cách để thu gọn kích cỡ dữ liệu giao dịch. Về dự án này thì mình đã nói rồi, khá là tiềm năng, khá là ổn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi bài review của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài review tiếp theo. Và đây là dự án Road Blockchain, cửa ngõ blockchain. Xin chào.